À, chả có một bệnh nhân người ta khai là ví dụ như khi mà ta ăn no hoặc là ăn no xong ta ngủ thì người ta ngủ một chút tự nhiên là thấy nó là cảm giác như là nước trong miệng vậy đó, xong ta ngưng thở, ta phải ngồi dậy, nhưng mà ngồi dậy xong thì ta lại thở lại bình thường, thì cái đó cũng giống như là trào ngược nhưng mà nó không có lên cơn hen. Như vậy mình có cần điều trị không? Có chứ, cái đó là cũng triệu chứng trong rồi bắt đầu ngứa họng này. Ăn no xong nằm xuống, nằm đầu thấp, nằm ngửa đã bắt đầu ngứa họng, bắt đầu ho hoặc là cảm giác có nước bắt đầu có ở đây, xong bắt đầu phải ngồi dậy thở. Chứ có những cái người họ cảm giác thở không được luôn, hoặc là cảm giác nuốt không được luôn, cảm giác không có nuốt được, lạ lắm, không thể nào nuốt xuống được, nhưng mà lấy nước ra nuốt thì nuốt được. Họ chỉ có cảm giác đó thôi, những cái cảm giác nuốt vướng, những cảm giác nghẹn, cảm giác đó rất là do thần kinh hết, tức là nó trào chưa tới đây đâu, nó mới trào tới cái gì đoạn là cái đoạn cuối của thực quản thôi, là đã kích dây thần kinh 10 rồi, lại bắt đầu làm tụng công hết. Thành ra mấy cái triệu chứng đó chị để chị hỏi kỹ các triệu chứng khác nữa là nó đỡ đó, và thường là ăn no về vừa ăn xong nằm xuống liền là nó bị. Nhưng mà như vậy là mình điều trị kéo dài hay là mình điều trị chỉ cần là nó giống uống ranitidine? Bây giờ không hết ranitidine, thuốc mà đó nó chỉ không chịu cái CME đầu tiên. Thuốc chính trong điều trị trào ngược vẫn là PPI liều chuẩn một lần một ngày. Không có nghĩa là người ta không bị thường, rồi người ta lâu lâu bị thì giống như là nay điều trị trào ngược là một đợt 8 tuần, không có cái chuyện là bị thì uống, không bị thì uống. PPI muốn có tác dụng là phải gì? 1-2 tuần sau nó có tác dụng phát huy tối đa, nó ức chế bơm rồi tâm từ từ. Cái thuốc muốn mà giảm axit nhanh nhất là antacid, kế tiếp là chế thuốc DHEA 2, còn cái PPI nó rất là từ từ nha, nó không có liền hết. Và đã điều trị trào ngược guideline thế giới là 8 tuần tối thiểu, tụi Mỹ cho đến 12 tuần luôn, chứ không có cái chuyện là uống viên sau đó ngưng có tác dụng gì đâu. Không phải, tại như nãy bác sĩ Tường nói là ví dụ như khi mà lâu lâu bị ví dụ như đi ăn no về mệt không? Sợ ngủ liền thì ta chỉ uống ranitidine với em để ranitidine 2 viên uống. Nhưng mà phải hỏi kỹ người ta nghe, hỏi thêm những cái triệu chứng bình thường đôi khi họ không có triệu chứng trong mình, nó hỏi gì mềm hơi, khó tiêu, thở hơi. Có bệnh nhân của tôi vui lắm, xoay ra 3 mét luôn, triệu chứng duy nhất là ở rồi là bực xuống, ở mà cắn cái phòng này nghe, và họ rất là khó chịu và họ rất là xấu hổ, có nhiều đó thôi à, mà xoay ra 3 mét mà ra chuyển sang ruột. Không, ý là nói ví dụ như những trường hợp như vậy á, thì mình chỉ cần khởi đầu, mình chỉ cần thay đổi lối sống, tức là không ăn no ban đêm, rồi không nằm ngửa, rồi nằm nghiêng, có nghĩa là chưa cần điều trị đổi, không bao giờ thay đổi lối sống cũng là đầu tiên hết đó, rồi sau này mới tới thuốc. Thuốc thì mình có từng bước, vì từng cá nhân một, vì mình đánh giá bệnh nhân thôi. Nếu bệnh nhân chỉ 1-2 tháng chỉ có 1-2 triệu chứng vậy thôi thì là mình dặn bệnh nhân tránh, còn nếu tránh được thì uống thuốc lúc đó, thì cái thuốc tác dụng rõ rệt. Chứ còn ban đêm á, mà tránh được cái trào ngược ban đêm, thứ nhất là cái tư thế nè, thứ hai đừng ăn no quá nè, thứ ba đừng nằm như con bên phải nè, thứ tư là thuốc á, để mình do cái ranitidine và cái ganaxolone là hiệu quả nhất. À, tôi đã trình bày một bài về nguy cơ và lợi ích khi sử dụng PPI kéo dài. Thì trên bệnh nhân mà gần thường là sử dụng PPI kéo dài, định nghĩa kéo dài là từ 6 tháng trở lên và kéo dài đôi khi gần phải xài từ năm này qua năm khác, cũng có ngưng cái nó bị lại, cứ ngưng cái gì lại. Thì nguy cơ của PPI kéo dài nó có hai nhóm nguy cơ. Nhóm thứ nhất là do nó giảm axit trong lòng dạ dày, và giảm axit trong lòng dạ dày nó có một cái vấn đề, người ta đặt ra vấn đề đó là thứ nhất là vấn đề nhiễm trùng. Thì nhiễm trùng của mình hồi trước họ nói là có viêm phổi nè, viêm phổi mắc tại cộng đồng này, viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy nè, đúng không? Nhưng bây giờ cái meta analysis nó không bị vậy đó, không có nguy cơ ức chế viêm. Hồi xưa mấy chị thấy qua ICU không? Không dám cho PPI chứ sợ viêm phổi bệnh viện, cho bằng ranitidine dập tắt và nó chích cho uống không à? Giờ không có, meta analysis mới nhất là như nhau. Thứ hai là nguy cơ gì mấy chị? Khi giảm tiết axit mình nhận được nguy cơ gì? Sợ nhất là cái nguy cơ mà nó là ung thư á. Mấy cái chuyển sạn, loạn sạn đó là do giảm axit hết á, đúng không? Đa số là chuyển sạn, loạn sạn là do vi khuẩn của mình nó nằm ở trên thân vị á, chứ nó mới nằm ở hang vị. Nằm ở hang vị thì tăng tiết axit, không gây viêm teo mà chỉ gây loét thôi.
Còn nó nằm cái trên thân vị á là nó gì, giảm tiết axit nha. HP nằm trên thân vị là giảm tiết axit gây viêm teo và nó gây chuyển sản ruột, loạn sản và ung thư. Đó là lý do tại sao tất cả những bệnh nhân gợp khi nhiễm HP nó nằm trên thân vị nó giảm tiết axit, thành ra nó giảm triệu chứng gợp. Tuy nhiên khi nó nằm trên đó nó giảm tiết axit, mấy chị giật PPI liên tục là nồng độ axit càng giảm nữa thì nó đẩy cái nguy cơ từ chuyển sản loạn sản nó cao và gây ung thư. Thật ra nhưng mà cái mối tương quan giữa PPI với ung thư không có rõ ràng, chỉ những bệnh nhân mà có nhiễm Helicobacter pylori mà sử dụng PPI kéo dài mà không diệt cái con này thì có nguy cơ ung thư. Đó là lý do để thay thần gợt việc HP có thể nặng hơn nhưng nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn rất là nhiều so với cái nguy cơ ung thư thực quản như là Barrett. Thành ra chỉ định điều trị diệt Helicobacter pylori là trên những bệnh nhân sử dụng PPI kéo dài. Cơ chế kế tiếp là gì? Nó giảm hấp thu, giảm B12, giảm sắt. Thành ra những trường hợp thứ hai là giảm canxi đó, nó gây loãng xương chứng minh rất là rõ ràng rồi nha. Nhiễm trùng nó có một cái mà chứng minh rất là rõ, đó là cái SPP, tức là viêm phúc mạc do nhiễm khuẩn tự phát. SPP hay còn gọi là viêm nhiễm trùng bán, nó tăng gấp 3-4 lần. Tăng gấp 3-4 lần, thành ra những bệnh nhân sơ gan KC có bán bụng mấy chị làm ơn sử dụng PPI liều thấp giùm tôi vài 2-3 tuần thôi. Hoặc là nếu sử dụng chuyển qua H2 để nó giảm nguy cơ nhiễm trùng. Một cái nguyên nhân nữa mà chúng mình rất là rõ ràng đó là cái viêm đại tràng giả mạc. Viêm đại tràng giả mạc lần thứ nhất thì nguy cơ tăng, lần đầu tiên thì nguy cơ không cao nhưng đã bị một lần rồi nguy cơ tăng gấp 4-5 lần. Và bây giờ xuất hiện thêm rất là nhiều nguy cơ khi sử dụng PPI kéo dài. Thứ nhất, tử vong nhiều hơn. Nó chưa vào meta-analysis, nó chưa có chứng minh rõ ràng. Thứ hai là sa sút trí tuệ. Sa sút trí tuệ mấy bạn đặt thấy nhiều lắm. Bây giờ đặt quá trời luôn, cái tay bạn sử dụng PPI kéo dài. Mấy bạn xài sướng lắm, mấy bạn xài quốc một liều gấp đôi, gấp bốn không à. Xài mòn mỏi cũng xài, mà đến nỗi mà gì. Rồi còn cái gì ở dưới mà chị? SIBO, Spore Bacterial Overgrowth, C. B là Bacterial Overgrowth, tức là tăng trưởng vi khuẩn ở ruột non. Hậu quả của mấy chị sử dụng ức tế toan ở trên là vi khuẩn bình thường nó có một sự cân bằng ở đại tràng. Bây giờ mấy chị ức toan ở trên, vi khuẩn nó đi xuống dưới đây, những cái vi khuẩn hại nó phát triển mạnh lên, nó bắt đầu đi dời lên tới ruột non. Ruột non bình thường không có, và nó gây triệu chứng y chang như IBS, không có khác gì IBS hết á. Thế là bắt đầu gì, vừa viêm dạ dày vừa IBS thì diệt xong HP cái hết IBS luôn. Thì trong thuốc diệt trừ HP mình có gì, có tetracycline, có metronidazole là diệt là trị luôn ở thằng SIBO. Rồi một cái nữa soi dạ dày ra thấy đa polyp ở thân vị là do cái thằng PPI. Cắt polyp xong xài PPI cho cố vô vài bữa mọc polyp khác, mọc. Thật ra rất là nhiều nguy cơ. Nha, tôi có một cái bài đó vừa rồi tôi cũng trình bày bài tiếng Anh luôn á, ở hội nghị của trường này. Lợi ích của nó là gì? Chỉ có lợi ích kéo dài trên những bệnh sau, thứ nhất là gợt không kiểm soát được triệu chứng Barrett thực quản, chít hẹp thực quản, hẹp thực quản. Thứ hai là trên những bệnh nhân sử dụng aspirin hoặc NSAID kéo dài, còn mà có nguy cơ dạ dày trung bình đến nặng thì cao thì bắt buộc phải sử dụng PPI kéo dài. Và đó là những cái mà chỉ định trên bệnh nhân sử dụng PPI kéo dài thôi, chứ thường mình không có sử dụng kéo dài đâu. Một đợt điều trị của đó từ 4 đến 8 tuần ha. 8 tuần, 12 tuần thôi. Rồi mình có thắc mắc gì không? Dạ, dạ, hỏi là trong cái dòng được thanh quản á, thì đó là trường hợp mà là điều trị thử mà điều như là PPI á, thì sau khi điều trị thử xong thì không có một kết quả, thì cái đó mình cần phải đo men hay không? Và nếu mà có đo thì ở Việt Nam có thể đoán được đo thì nó cũng là. Cảm ơn câu hỏi của em. Cái LPR này nói rồi, điều trị mình chỉ bị tốt cỡ nào thành công nó khoảng chừng 60% thôi nha. Nhưng mà khi bệnh nhân một điều trị mà không có thất bại, phải hỏi nhất là bệnh nhân có tuân thủ điều trị đúng chống trị không, thứ hai họ có thay đổi lối sống không nha. Nếu mà họ có một hai cái đó mà nếu họ không có tuân thủ thì mình phải bắt họ tuân thủ thì mới có hiệu quả. À, còn nếu đến khi mà điều trị không đáp ứng nữa thì nếu mình có cái đo pH thì tốt, nhưng mà Việt Nam mình giờ chỉ có một cái là ở Hà Nội thôi, thì anh phải hỏi triệu chứng kèm theo thì những cái triệu chứng gợp nhiều không. À, thì những trường hợp đó đôi khi mình phải cho bệnh nhân đi khám tiêu hóa thêm, cần phải hỗ trợ tiêu hóa thêm và loại trừ nguyên nhân khác. Nếu mà tất cả mọi thứ không được đôi khi mình phải dùng cái thuốc
chống trầm cảm của bệnh nhân tốt mạch kinh đó à, thì... Hồi cách đây có đâu có một hai tuần gì ha, mấy hai tuần mình có làm cái CT về rồi đó, hai ba tuần gì quên mất rồi, làm gì cũng không nhớ, ba bốn tuần gì đó thì có nói với một cái bài vợt luôn, từng bước điều trị luôn. Cái triệu chứng Globus là cái triệu chứng khủng khiếp nhất, khó trị vô cùng, nó cứ đút vướng, trời ơi vướng con cùng bác sĩ ơi tôi sắp bị ung thư rồi, rồi đi siêu âm tuyến giáp rồi đi soi soi hoài soi quỷ, tôi nói không, Globus đó là triệu chứng thần kinh đó, không ai xin đặt trà tới đây đâu, nó kích thích cho thần kinh và bắt buộc phải xài thuốc thần kinh. Và thuốc hồi đó lần trước mình nói rồi, hai thuốc hàng đầu hiện nay là amitriptylin và gì norantin là cái gì gabapentin, mấy điều trị nổi với Globus thôi, đấy là triệu chứng lúc nghẹn. Trời ơi hai cái triệu chứng đó rồi đó, tha là ở nóng ở trớ ở chua ở gì tôi làm cũng được hết á, mà cứ tới lúc nghẹn là một nè, Globus là hai, là cực kỳ khó trị, là bắt buộc phải có vai trò của pain modulator thôi, vì đó liên quan đến thần kinh. Mấy chị có gì không? Chị Quyên có comment nào không? Chị thấy bên hen có gặp nhiều gợt không? Thì bác sĩ Tường nói đúng á, 50% bệnh nhân hen là phải để ý cái chuyện là có gợt, cái đó trong gì nè, nó có máu rồi. Nhưng mà bản thân mình á, về mặt thực hành á, những bệnh nhân hen lúc nào thì cũng quanh ngõ họp bệnh nhân ra coi hết. Tại vì nhiều khi bệnh nhân đến khám không có triệu chứng họt hè như mình nghe mà chỉ nói là ho thôi, thì cái đầu tiên là mình phải coi cái họng. Mà như mấy cái hình của anh Luân chiếu lên á là họng đỏ như vậy đó, mình có cảm nhận là bệnh nhân đó cái chừng có bị gợt. Nhiều khi bệnh nhân không có hai triệu chứng rõ ràng đâu, thì trong những trường hợp đó thì có thể điều trị giống như bác sĩ Thánh Tường nói, bây giờ chúng ta điều trị phối hợp theo với BBI trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên mấy chị cũng không nên điều trị thường quyên thấy hen kháng trị quá, coi chừng coi lại những chuyện khác, chứ không phải nếu bệnh nhân không có triệu chứng gì xem cổ họng bệnh nhân không thấy đỏ thì các chị cũng đừng nên điều trị thường quy với PVA. Bởi vì á, lúc nãy á, thì bác sĩ Hán Tường có nói là không gây ra viêm phổi mắc phải cộng đồng, mà coi chừng là cái vấn đề ở chỗ là gì, những bệnh nhân đặt nội khí quản thở máy á, thì các chị cho cái PVA trong một thời gian ngắn thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng những người điều trị PVA kéo dài như bác sĩ Tường nói trên 6 tháng thì hôm rồi á, năm 2018 có một cái meta analysis chứng minh trên 70,000 bệnh nhân luôn là nó sẽ gây ra viêm phổi mắc phải cộng đồng. Chính vì thế nên Gina khuyến khích là gì, nếu không nghĩ là gợt, không có triệu chứng gì hướng dẫn thì đối với hen không nên điều trị thường quy của nó. Thì những người hen thì dễ bị những cái nhiễm trùng về hô hấp, thì cái đó là chia sẻ thêm, thì thật sự là cái đó gặp rất là nhiều đối với bệnh hen 50%. Cái đó anh chị có cảm ơn bác sĩ Tiên, có ý kiến gì nữa không? Mời bạn. Em cái này cũng phải xin nghỉ của bà CP để được cập nhật, nhưng mà em có thấy một cái đó là chị có thể giải thích về vì sao mà có những cái dạ hãy thì chị phải đòi hỏi là PVI phải hai lần một ngày, còn có những dạ một PVI một ngày thì cái đĩa mà chị gợt đơn thuần thôi á, chỉ có gợt thôi chưa có biểu hiện ngoài thực quản á, không có phải hen, không phải LPA, không phải Barrett. Những cái biến chứng thì là biến cáo cả thế giới hiện nay là một lần một ngày. Một lần một ngày trong bao lâu? Một lần một ngày trong 8 tuần. Nếu 8 tuần thấy hổng phê thì tăng lên 2 lần một ngày. Hoặc triệu chứng chủ yếu về đêm thì chuyển sang một lần vào ban đêm. Tùy nha, phải kiểm tra bệnh nhân cách uống. Cách uống là cực kỳ quan trọng. Thường là bác sĩ khuyên một viên hai, một viên uống, chẳng nói uống trước ăn sau ăn gì hết, chẳng có tác dụng gì hết á. Phải uống trước khi ăn, mà phải ăn cái gì, ăn phải có đạm, ăn mà toàn bánh mì không là thua, uống ăn bánh mì không hoặc là ăn chay là không có kích hoạt được axit bao nhiêu đó, nó không có huy động được bơm proton lấy gì mà ức chế. Ăn là phải có đạm, vì đạm là cái chất gây kích thích axit huy động bơm proton ra. Còn tất cả những trường hợp khác viêm thì mình viêm hoặc khó tiêu chức năng mình nói rồi, một lần một ngày không có chuyện hai lần một ngày nha. Chỉ có điều trị diệt HP hai lần một ngày, LPA hai lần một ngày, Barrett thì một lần một ngày, hen hai lần một ngày. Những cái triệu chứng nào bên ngoài thực quản á, thường nó đòi hỏi hai lần một ngày mới đủ sức. Vì cái PVI của mình các bạn biết là cái thời gian tác động hoạt động của nó là bao nhiêu, cái thời gian mà ức chế toan là nhiêu, tối đa là 8 tiếng. Có nghĩa là ta ức chế có 8 tiếng thôi, còn lại mười mấy tiếng sau là axit tiết thoải mái.
Và nguyên tắc là ức chế ba không phải ức chế 100% suốt ngày, lấy đâu axit? Axit mình có nhiều chức năng lắm. Axit mình để tiêu hóa đạm nè, đã kích thích mà ở dưới tủy tiết tiết chất tủy nè, làm là cái chỗ mà tiêu diệt axit, là tiêu diệt vi khuẩn. Không có cái vi khuẩn nào mà nó vô được cái môi trường axit đó hết, trừ con H. pylori thôi. Thành ra đôi khi những cái thuốc kháng, họ chỉ định chỉ làm một lần một ngày, nhưng mà nếu một lần một ngày không đủ thì bắt buộc hai lần một ngày thì nó mới phủ hết được cái thời gian. Và cái thời gian để cái ức PPI nó có hiệu quả tối đa, nhiều lúc nó kéo dài đến 5-6 ngày sau lận, chứ 1-2 ngày đầu nó không có hiệu quả đâu. Trừ mấy bạn cho những cái thuốc antacid, arginate, mấy cái đó vô thì nó có tác dụng liền thôi, giảm triệu chứng liền thôi. Như vậy tùy theo guideline ha, có thể một lần một ngày, có thể hai lần một ngày. Hai lần một ngày không bao giờ có chuyện ba lần một ngày nha. Không bao giờ có, hai lần một ngày là hết rồi đó. Hết rồi. Chứ không phải chơi luôn á, 8 tiếng hả, thôi 3 lần ngày đủ 24 tiếng phủ hết luôn. Bây giờ nó có những cái ME, những cái thứ mới, ME nó phủ được 14 tiếng là đã thấy nhiều lắm rồi đó. Chứ không có hy vọng phủ hết đâu nghe, phủ hết 24 tiếng không có chuyện đâu. Bây giờ ở Mỹ, nó thấy rằng là những cái bệnh nhân họ sử dụng PPI quá nhiều đi, nguy cơ quá sức cao, bây giờ nó vô toan rồi. Vô toan, nguy cơ ung thư cực kỳ, ung thư dạ dày là vô toan nha mấy bạn. Chỉ có vô toan nó mới dẫn đến ung thư dạ dày thôi, nó gây viêm teo, chuyển sản loạn sản và ung thư. Thành ra nó mới có cái giấm táo đó. Bây giờ uống PPI dữ quá thì sao? Đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy. Còn đâu axit nữa đâu mà tiêu hóa thức ăn, vi khuẩn nó xuống dưới đau bụng, tiêu chảy. Mà Việt Nam mình thì cứ đầy bụng khó tiêu là quốc nữa, PPI tiếp tục chưa đã mà nữa. Đến khi soi ra viêm teo rồi vẫn chưa. Soi ra mà thấy viêm teo rồi, C1, C2, C3, O1, O2 là đã giảm tiết axit rồi. Đừng có tiếp tục PPI nữa, tội người ta. Hoặc là sinh ra có chuyển sản ruột rồi mà còn quốc tiếp tục PPI là vô tình đẩy họ gì? Ung thư đó. Lúc đó có đau thì xài thiếu gì thuốc để xài ngoài PPI? Surafat có nè, antacid có nè, tràn ngược thì có arginate nè, có ức chế thụ thể H2 nè. Có nhiều lắm mà. Thì mình có thể xài thôi, tầm người ta hạn chế. Hoặc là nếu xài thì chỉ xài một thời gian rất ngắn, nó cho phép 2 tuần thôi, điều chỉnh sau đó mình ngưng. Và trong đối với PPI nó rất là hay ở chỗ là gì? Nhiều lúc cái thuốc thế hệ 2 nghe thấy ghê lắm, isomeprazole, nesung, tức là xịn, đâu có tác dụng gì đâu, cho xài omeprazole nó lại có tác dụng. Mà nhiều lúc tới cái rabeprazole pariet hàng hiệu vậy đó, xài không có tác dụng bằng nesung có tác dụng, mà nhiều lúc nesung có tác dụng bằng pantoloc có tác dụng. Có nghĩa là hiện nay không có ai khuyến cáo nào chọn nào hết, tùy bệnh nhân họ sẽ đáp ứng. PPI này không phê thì chuyển qua PPI khác, nhiều lúc nó lại đáp ứng, cái là tùy bệnh nhân ha. Nhưng mà cái rabeprazole nó có một số đặc điểm riêng, thì cái bài đó có lần trước tôi cũng đã chia sẻ với chị rồi, về cái tương tác thuốc, về vấn đề kết hợp với clopidogrel vân vân, về qua hệ thống ship 2 C19, tức là cái về cái này tôi nhớ tôi nói về Sinai ít nhất là 5 lần rồi, đúng không? H. pylori nói rồi nè, sử dụng PPI như thế nào nè, nguy cơ nó ra làm sao nói rồi, là gợt nói lần này là lần thứ 3, mấy lần trước là nói gợt thường nè, xong tới gợt kháng trị nè, giờ nói luôn rồi, nói chứ mà cái gợt có như tuyên truyền hết rồi đó, không còn thiếu cái thứ gì của gợt nữa nha. Những các bạn nào ở đây có những cái khuôn mặt mà mấy anh chị rất là lớn tuổi, nhưng mà gần như cái CME nào cũng có tham gia hết, đúng không chị? Chị nghe rất là nhiều rồi đúng không? Đó, thì mình mỗi lần mình nghe thì, nhưng mà phải có kinh nghiệm, mình điều trị phải có kinh nghiệm, rất là tội bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân họ điều trị rất là khổ sở, nhưng mà nó đã ảnh hưởng đến chất lượng sống. Trào ngược không triệu chứng không phải là bệnh trào ngược. Trào ngược phải có triệu chứng hoặc là trên nội soi có tổn thương thì mới gọi là bệnh trào ngược về dây thực quản. Các chị còn thắc mắc gì không? Tôi chỉ cần mong mấy chị cho cái toa chịu khó dặn thì nên uống cho đúng rồi được rồi. Miễn uống cho đúng. Sulfat uống sao, acid uống sao, PPI uống sao. Muốn ăn, muốn uống PPI là phải ăn thịt, ăn muốn có thịt, còn ăn như bánh mì, cây chua, mấy cái toa bệnh nhân xoài, không chỉ có ăn đạm, thịt cá nó mới ra acid để uống mới có tác dụng, còn không là khỏi. Tại đâu có thích tiết acid đâu, chỉ có acid tiết ra mới tiêu hóa đạm. Mà người ta nói uống vào bữa ăn đầu tiên trong ngày, tức là phải ăn, không ăn sáng, ăn trưa là bữa đầu tiên thì uống PPI trước bữa ăn đầu tiên và bữa cuối cùng trong ngày. Mình còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì mình nghĩ ở ngoài kia hình như có một số bạn đang hỏi cái cuốn gan nhiễm mỡ của tôi xuất bản á, thì mấy chị nếu mà có nhu cầu thì mình ra đó mình lấy nha. Cảm ơn công ty nhiều, cảm ơn công ty đã tài trợ cho và cũng cảm ơn hãng chị đã.
hôm nay tới giờ này dù là thứ bảy nhưng mình vẫn còn cho tới giờ này. Thank you.